Sơn Tùng, Hải Tú đồng loạt gây tranh cãi vì một điều hậu thiên đường đám cưới vào tuần tới. Hải Tú và Sơn Tùng hiện đang trở thành tâm điểm chú ý khi bị đồn đoán sẽ đám cưới vào tuần tới. Không biết có phải vì quá bận rộn lo cho hôn lễ hay không mà cả nàng thơ và chủ tịch đều xuất hiện với nhan sắc vô cùng khác lạ, có phần xuống sắc. Vào sáng ngày 12 tháng 10, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội không khỏi xôn xao trước thông tin một cặp chủ tịch gà cưng sắp kết hôn. Đặc biệt hơn còn có thông tin cho rằng cả hai sẽ tổ chức đám cưới trong bí mật và tại quê nhà của chú rể vào tuần tới tại Thái Bình, còn thời gian cụ thể vẫn đang là một ẩn số. Thông tin này hiện vẫn chưa được xác thực nhưng sau đó cư dân mạng đã liên tục réo tên Sơn Tùng, Hải Tú và cho rằng họ chính là cặp chủ tịch gà cưng được nhắc đến trong tin đồn trên. Tuy nhiên sự tình ra sao vẫn phải chờ người trong cuộc lên tiếng và không thể tự do đồn đoán. Sau thời gian dài bị đồn đoán vào tối ngày 13 tháng 10 trên trang Instagram cá nhân, Hải Tú cuối cùng cũng đã có động thái trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm lớn từ dân tình. Theo đó, cô đã đăng tải loạt ảnh đi ăn cùng bạn của mình. Tuy nhiên, thứ gây chú ý nhất chính là ngoại hình hiện tại của Hải Tú. Sau thời gian dài vắng bóng, nữ diễn viên đã đổi mới diện mạo bằng một mái tóc hoàn toàn khác lạ. Tuy nhiên, so với thời điểm khi đóng MV với Sơn Tùng, Hải Tú được cho là nhan sắc xuống cấp hơn rất nhiều. Mái tóc mỏng lơ thưa của nàng thơ chủ tịch nhiều lần trở thành đề tài bàn tán của dân mạng. Chẳng bận tâm đến tin đồn kết hôn, Sơn Tùng vừa qua cũng đăng loạt ảnh mới khoe outfit trên trang cá nhân. Khác hẳn hình ảnh chất lừ của một vị chủ tịch hay vẻ cá tính khuôn ngầu thường thấy, giọng ca gốc Thái Bình lại diện trang phục lạ lẫm. Với áo thun ôm sát ngắn cũn, phối cùng quần tuột để lộ nội y phong cách khá bảnh. Phong cách quần tuột này của nam ca sĩ liên tục gây tranh cãi thời gian qua nhưng anh chàng dường như chẳng mấy bận tâm. Tính đến thời điểm hiện tại, câu chuyện tình tay ba giữa Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm và Hải Tú vẫn luôn là đề tài được đông đảo cư dân mạng quan tâm. Còn nhớ cách đây không lâu, dân tình lại được fan xôn xao hơn nữa trước đoạn clip nghi vấn Sơn Tùng và Hải Tú đang ở chung với nhau tại một căn villa có view siêu xịn cùng giá trị đắt đỏ. Đặc biệt cả hai lại còn cùng nhau đi mua sắm, thậm chí ôm eo cực tình tứ. Dù vẫn chưa một lần lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm, thế nhưng nhất cử nhất động liên quan đến bộ ba này vẫn được dân tình quan tâm hơn cả. Hải Tú sinh năm 1997, cô từng được biết đến là người mẫu ảnh nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh từ lúc mới 15 tuổi. Sở hữu khuôn mặt hài hòa, vừa có nét hiện đại, pha chút cá tính, nên Hải Tú được nhiều người hâm mộ chú ý. Thậm chí nhiều người còn nhận xét cô có nét tương đồng với diễn viên Han Ga-in của làng giải trí Hàn Quốc. Vượt qua hàng nghìn cô gái trong vòng tuyển chọn, Hải Tú xuất sắc giành chiếc vé gia nhập công ty của Sơn Tùng MTV vào tháng 10 năm 2020. Thời điểm vừa được công bố với vai trò diễn viên độc quyền, tên tuổi Hải Tú lê như diều gặp gió. Sản phẩm đầu tay của Hải Tú khi đầu quân về công ty Sơn Tùng là vị trí nàng thơ trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại. Sau 2 tháng đã được nhận vị trí quan trọng, Hải Tú vướng phải không ít ý kiến trái chiều. Sau 2 năm vào công ty, đây cũng chính là sản phẩm đầu tiên và duy nhất của Hải Tú. Cũng trong thời gian này, Hải Tú xuất hiện trong họp báo của công ty Sơn Tùng MTP, thế nhưng cô lại có những hành động gây tranh cãi như thiếu thiện cảm với mọi người, khuôn mặt lạnh không chào hỏi bất kỳ ai, không chuyên nghiệp. Đầu năm 2021, cô liên tục dính ồn ào, cái tên Hải Tú bỗng dưng bị réo gọi vì cho rằng cô có liên quan đến chuyện tan vỡ của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm. Hải Tú sau đó vắng bóng trên mạng xã hội cũng như các hoạt động nghệ thuật gần 10 tháng. Thời gian sau đó, rất nhiều người thắc mắc không rõ cô đang làm gì và ở đâu. Nhiều tin đồn râm ran rằng Hải Tú đã sinh con, tuy nhiên đến nay đây vẫn là tin đồn không được xác thực. Đến tháng 11 năm 2021, Hải Tú mới chính thức trở lại khi lộ diện trong tiệc thân mật của công ty. Trước mọi ồn ào bàn tán của công chúng, Sơn Tùng giữ một thái độ duy nhất là im lặng. Chính vì vậy, tin đồn không được xác thực đúng sai đã khiến Hải Tú bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều người hâm mộ đang mong chờ vào tuần tới để xem liệu đám cưới của cặp đôi có thực sự diễn ra.